Xin chào các bạn, hiện tại thì iPad Pro đang rẻ đến mức kỷ lục, thậm chí là mẫu iPad Pro 10.5 inch lại còn rẻ hơn cả iPhone X Max. Theo như mình tham khảo tại cửa hàng Vietnamnet thì giá của hai em này đang dao động loanh quanh khoảng 12 đến 13 triệu đồng. Quả là một thời điểm tốt để đi shopping đúng không nào? Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta nên chọn nâng cấp lên iPhone X Max xài cho nó sang chảnh hay là nên mua iPad Pro? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này. Còn bây giờ thì let's go! iPhone X Max là chắc hẳn các bạn cũng biết rồi, một chiếc điện thoại mà hơn 70% người dùng smartphone đều muốn đút em nó vào túi quần. Nếu các bạn không làm những công việc như là văn phòng, rồi ngồi gõ Word hay là viết hình tên hay là thiết kế đồ họa, chỉnh sửa hình ảnh render nhẹ nhàng thì đúng thật là sẽ có rất là ít lý do để chúng ta chọn một chiếc iPad. Hay là nếu các bạn cần một thiết bị công nghệ nhỏ gọn, chụp ảnh sắc nét, hiệu năng mạnh mẽ, chiến game điên cuồng hoặc là mang bên mình mỗi khi đi ra ngoài để kiếm người yêu thì lại càng không thể lựa chọn iPad Pro, mà iPhone X Max mới là thứ chúng ta nên cần. Nghe có hơi phũ nhưng mà nó thật là vậy đó các bạn. Thế thì lý do gì mà chúng ta nên lựa chọn iPad Pro? Ở đây mình có 4 lý do. Lý do thứ nhất, màn hình của chiếc iPad Pro có tần số quét lên đến 120Hz. Thề với các bạn luôn là cảm ứng của con này cực kỳ mượt. Nếu các bạn từng trải nghiệm màn hình 90Hz của dòng OnePlus thì các bạn đã thấy sự khác biệt rất rõ ràng giữa 60Hz và 90Hz rồi đúng không nào? Huống hồ chi cái này lên đến 120Hz. Cảm giác khi các bạn đọc tin tức, đặc biệt là đọc truyện tranh thì chiếc X Max nó sẽ không bao giờ có thể xơi nổi con iPad Pro. Vì các bạn chỉ cần là lướt và đọc mà thôi, không cần zoom hay vuốt kéo cái gì cả. Cộng thêm độ mượt của màn hình 120Hz nữa thì đây đúng là trải nghiệm thực sự rất là tuyệt vời. Và đây cũng là điểm cộng đầu tiên của chiếc iPad Pro. Điểm cộng thứ hai đó chính là bộ loa của iPad Pro này quá ư là bá đạo. Nếu đặt con iPad Pro cạnh chiếc iPhone và phát chung một bài nhạc thì đảm bảo với các bạn một điều là không nghe thấy tiếng nhạc từ iPhone luôn. Bộ loa của iPad Pro nó lấn át gần như là toàn bộ mọi âm lượng. Khi bật max volume thì âm thanh của X Max nghe có vẻ hơi chua chua, nhưng đối với iPad Pro thì âm thanh cực kỳ trầm ấm. Mình nghĩ là nếu các bạn có thời gian thì nên qua cửa hàng Vietnamnet để trải nghiệm. Nếu không thì mình sẽ bật thử một bài nhạc cho các bạn nghe nha. Trên là về màn hình và loa. Điểm cộng thứ ba ở đây mình muốn nói tới đó chính là thời lượng pin. Khi sử dụng iPhone X Max thì với những tác vụ thông thường, không cày cuốc game hay là phim ảnh quá nhiều, không bật 4G, chỉ đơn giản là check tin nhắn, xem tin tức, lướt Facebook, nghe gọi qua lại thì iPhone của mình có thể trụ hơn 12 tiếng. Nhưng mà try hard một tí tầm 2 giờ chiều thì phải cần đến cục sạc dự phòng rồi. 3174mAh thì nó là như thế. Còn với chiếc iPad Pro, dung lượng pin lên đến hơn 8100mAh thì các bạn xài đến bao giờ nó mới hết. Mình đã từng trải nghiệm soạn thành tên và cho máy on-screen liên tục đến 6 giờ chiều mà máy vẫn còn đến tận 30% pin. Một chiếc pin quá trâu bò đúng không các bạn? Các bạn chỉ cần sạc qua đêm thôi thì nó đã có một chiếc máy sạc tẹt ga nguyên ngày rồi. Không cần phải lúc nào cũng kè kè cục sạc dự phòng bên mình. Đấy là một điểm cộng siêu to khổng lồ mà chiếc iPad Pro này mang lại. Điểm cộng thứ tư khi mà chúng ta lựa chọn iPad thì rất đơn giản, chỉ vì nó là iPad. Trong khi đối với smartphone, các bạn có quá nhiều sự lựa chọn như là Samsung, iPhone, Xiaomi, LG hay là Asus. Thì với máy tính bảng, iPad luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Ngay cả chiếc Galaxy Tab S7 khỏe như voi mới ra mắt năm 2020, nhưng tầm 3 năm nữa thì chưa chắc nó có thể ngon hơn được chiếc iPad Pro ra mắt vào năm 2018. Nói tới đây thì chắc chắn các bạn cũng đủ biết là Apple họ đã làm tốt như thế nào trên những sản phẩm iPad của họ rồi đúng không nào? Chưa hết đâu, với chiếc iPad Pro thì chúng ta có thể gắn nó vào Smart Keyboard, có thể sử dụng kèm với keyboard Apple Pencil. Quá nhiều option và tiện ích mà chiếc iPhone không có được. Và con chip A10X Fusion cùng với RAM 4GB của nó hoàn toàn dư sức có thể xử lý tốt cái đống này. Một phần cũng nhờ vào hệ điều hành iPadOS nó tối ưu quá đỉnh, nên các bạn cũng đừng có xem thường con chip A10X, thậm chí nó còn mạnh hơn cả A11 của Tab Plus đấy. Nói tóm lại là nếu kinh tế dư giả và không có nhu cầu sử dụng iPad thì dĩ nhiên là chúng ta nên lựa chọn iPhone X Max, thậm chí là mua luôn combo X Max và iPad Pro cho nó đồng bộ qua lại lẫn nhau, còn giúp tăng thêm vẻ đẹp trai cho các anh nữa. Còn nếu các bạn đang băn khoăn giữa X Max và iPad Pro thì mình khuyên các bạn là hãy bốc ngay con iPad Pro, không cần phải suy nghĩ. Vì nếu các bạn cần iPad thì chắc chắn là nhu cầu của các bạn phải cao hơn những gì mà chiếc iPhone có thể đáp ứng rồi. Hoặc là giả sử như bây giờ bạn chưa cần, nhưng biết đâu được mai mốt lại cần. Mai mốt không cần thì có thể tặng cho cha, tặng cho mẹ.
người lớn đọc báo xem phim trên máy con iPad thì nó vẫn thoải mái hơn so với những chiếc smartphone đúng không nào? Điện thoại thì xài tầm iPhone 7 Plus thì mình thấy là quá đủ rồi. Và đấy là những ý kiến cá nhân của mình. Nếu còn thiếu sót gì thì các bạn hãy comment ngay bên dưới để tụi mình có thể cho ra những video chất lượng hơn mỗi ngày. Cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là nhấp vào chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.